Thưa quý vị, cùng với nhiều dự án đầu tư công khác thì ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều dự án y tế trọng điểm của thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tại dự án trung tâm ghép tạng và cây ghép tế bào gốc Bệnh viện Đà Nẵng, không khí thi công luôn sôi động. Với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, dự án y tế quan trọng này được khởi công từ tháng 3 năm 2020. Dự kiến hoàn thành trong tháng 5 năm 2023, có quy mô 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm với 404 giường bệnh. Xác định đây là công trình trọng điểm động lực của thành phố và cái nơi để khám chữa bệnh cho toàn dân thành phố Đà Nẵng, thì với mục tiêu là xác định được cái trọng điểm của cái trong dự án, thì nhà thầu ngay từ ra Tết thì cũng đã huy động nhân công trong thiết bị tập trung vào triển khai thi công cho nó đáp ứng được cái tiến độ. Cùng với dự án trên, hiện nay nhiều dự án y tế khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Có thể kể đến các dự án điển hình như Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Chấn thương và Bỏng tạo hình với vốn đầu tư 425 tỷ đồng. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là hơn 480 tỷ đồng, cùng một số dự án y tế trọng điểm khác. Thì ngay từ đầu năm, ban quản lý với tư cách là chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu chuẩn bị nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư thiết bị tại các công trình triển khai thi công ngay từ đầu năm. Thì ban quản lý đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế dự toán với nhà thầu hai dự án trung tâm cải tạo nâng cấp bệnh viện Phụ Sản Nhi và thứ hai là dự án nâng cấp bệnh viện Phụ Sản Nhi. Theo kế hoạch là ngày 25 tháng 4 là dự án này sẽ được gửi hồ sơ cho ban quản lý để trình thẩm tra thẩm định phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu. Một trong những nhiệm vụ mà nghị quyết 43 của Bộ Chính trị giao cho Đà Nẵng trong chiến lược xây dựng thành phố là phát triển ngành y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh và kết nối cao với các trung tâm dịch vụ quốc tế trong khu vực ASEAN và thế giới. Việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cùng những chính sách về đào tạo nguồn nhân lực là những việc làm hết sức cần thiết để y tế Đà Nẵng phát triển theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế.